Với tỷ lệ 63,33% số phiếu tán thành, Nghị viện châu Âu đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA. Đây là kết quả nỗ lực của quá trình chia sẻ, hợp tác không ngừng nghỉ suốt 8 năm qua của hai bên, từ lúc bắt đầu đàm phán, ký kết, hoàn thiện thủ tục pháp lý và thông qua. Đây là thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công Thương diễn ra ngay sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu chính thức phê chuẩn hiệp định do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, kết quả bỏ phiếu đã cho thấy sự ủng hộ cũng như quan điểm tích cực của sự kiện là một thành công quan trọng về mặt đối ngoại của Việt Nam trong năm 2020, năm mà Việt Nam cùng lúc đảm nhiệm hai cương vị, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, trình Quốc hội phê chuẩn hiệp định trong thời gian tới. Việc Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chặng đường 30 năm phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, việc đàm phán, ký kết và phê chuẩn hiệp định EVFTA thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Hiệp định EVFTA được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng, mở ra cơ hội lớn thâm nhập thị trường quy mô GDP tới 18.000 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho rằng, mặc dù vẫn còn một số yếu tố còn tồn tại, song việc phê chuẩn EVFTA đã thể hiện sự ủng hộ tích cực của EU với các nhân tố mới, hướng tới hợp tác bền vững giữa EU và Việt Nam trong tương lai.